Trước khi mà bạn học cùng là bạn vài để sử dụng được. Dạo này hạn Thời gian thảo luận của chúng ta đã hết.
Bây giờ cô muốn nghe ý kiến trình bày của nhóm em. Đầu tiên cô mời nhóm bạn Ly.
cần mấy bài tập. Cô mời thằng Hồng nào. Cô cảm ơn em. Cô bạn nào cho cô yêu cầu 3 bài tập. Cô mời bạn nào Nhung nào. Chúng ta cùng đọc và thực hiện các bài tập này vào trong bài tập của chúng mình. Sau đó chia sẻ với bạn trong cùng nhóm. Thời gian làm bài của chúng ta là 3 phút, 3 phút, 7 phút, 7 phút bắt đầu.
việc tôi cũng bắt đây là vừa rồi các bạn là cái như ăn chay thì chúng ta cũng có nhiều phần tiếp theo là chúng ta chữa bài đầu tiên là bài tập thứ nhất cô mời bạn đọc lại cho cô yêu cầu của bài thứ nhất cô mời bạn Nam đọc xem nhóm nào là nhóm chúng ta kể tên được nhiều hoạt động ở nhà và hoạt động ở trường nhé. Nào, nhóm nào xung phong? Nào, cô mời nhóm bạn Hòa là và nhóm của bạn là Nam là cả lớp cùng lắng nghe xem nhóm nào thực hiện kể tên được nhiều hoạt động nhất nhé. Mời em. Cảm ơn em, ngồi xuống rất là tốt. Cô muốn nghe
nghe ý kiến của bạn là Nam nào? Lớp mình có làm đúng nghe bạn không? Có. Bạn nghe của cô và đối chiếu với bài làm của mình. Cô mời một bạn đọc tên là cô đã đọc từ mà cô đã phải chân trên bàn. Cô mời Viên nào? Để nhau cái kiến cho đặt trên bàn thì có thể là rồi có thể là nào. Vậy thì qua cái ý A này có bạn nào còn là thắc mắc điều gì không? À cô thấy bạn có hai bạn có ý kiến thắc mắc, cô mời ạ. Bạn Hòa nào? Em thưa cô, em có một thắc mắc. Sao dùng thử sách không phải là động từ mà dùng thử bài là động từ ạ? À, cô hỏi của em rất là hay. Có bạn nào trong lớp mình có thể giải đáp được thắc mắc của bạn không? Chưa là gì? Nào? Cô mời bạn Mai nào? Cô, chưa bạn, 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 chưa từ dùi sắt ở đây là danh từ chỉ một vật nào đó và dùi thủng ở đây chúng ta được coi là động từ vì đây là một hoạt động dùng cái dùi để dùi thủng một cái vật nào đó. Nào còn bạn nào ý kiến nào thắc mắc được không? Chúng ta cùng tìm tiếp xem ý bên. Nào trong ý bên tiếp nối tìm những động từ nào? Ở ý bên đang tìm những động từ nào ấy? Cô mời bạn nào? Ngân nào? Em cô, đây em mình từ công đoạn mẹ là bạn nhắc ạ. À, cô cảm ơn em, nhưng mà em một số. Cô mời bạn nào? Nhi nào? Như cô, em cũng xin cho bạn Ngân là từ biến thành, từ thành, từ tưởng ạ. À, bạn nhờ Nhi phát hiện rất là chính xác. Cả lớp cùng quan sát lên màn hình của cô. Đây là những động từ có ở trong B. Cô mở một bạn đọc lại. Huyền nào? Nhìn về xung quanh, thử bày án, biến thân, thành, ngắt, thưởng, khó. Cô mở một bạn đọc lại nữa nào? Cô mở Thư nào? Cô, để cười xung quanh, thở về, thở về. Thử. Cô cảm ơn em ngồi xuống. Thì bên này có bạn nào ý kiến thắc mắc gì không? Có ý kiến thắc mắc gì không? À vậy thì chúng ta cùng chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo. Bài tập 3. Bài tập 3 có tên gọi là gì vậy nhỉ? Nào mời bạn đọc bài cho cô yêu mời bài 3 nào. Mời bài Tâm nào. Trò chơi xem kịch câm nói tên các hoạt động trạng thái được bạn sẽ hiểu hiện bằng cử chỉ hoạt động không lo lắng. À, cô cảm ơn em. Bài ba này là trò chơi xem kịch câm. Vậy bây giờ chúng ta quan sát lên màn hình của cô. Trong bức tranh thì nhất em quan sát được bạn nhỏ đang làm gì vậy? Nào, bạn ấy đang làm gì vậy nhỉ? Huy nào? Bạn nhỏ không cúi xuống ạ. À, bạn nhỏ trong bức tranh thì nhất bạn nói là đang cúi xuống, các lớp có đồng ý không? Có. Vậy bạn Huy chưa có biết đâu là từ cúi xuống của em, đâu là động từ? Chúng nghĩ là động từ rồi. Đúng chưa? Dạ. Cảm ơn em. Và động thứ hai nào? Mà khiếp nào? Động thứ hai là ngủ. À, bạn nhỏ đang ngủ. Vậy theo em từ nào là động từ vậy? À, từ ngủ là động từ. Vậy em thường xuyên thực hiện hoạt động này không? À, có nhớ đấy. Cô mời em ngồi xuống. Bây giờ cô, các bạn nào, sẽ cử ra một bạn lớp mình lên thực hiện một vài hoạt động để cho lớp mình cùng một đoán thử xem bạn sẽ thực hiện hoạt động gì nhá. Bạn nào xung phong nào? Nào, về đây đâu? Bạn Hòa nào? Các bạn qua thực hiện nhá. Các bạn có thể hoạt động gì các bạn kiên và các bạn kiên hoạt động với tay các bạn đâu là động từ với là động từ các bạn chỉ vì chữ của bạn các bạn đặt lên xuống. Bạn thực hiện hoạt động gì đấy? Bạn thực hiện hoạt động gì các bạn chuẩn bị các bạn vừa thực hiện hoạt động hát.
cùng em ngồi xuống. Có bạn nào ở đây thì có bạn đọc khác không? Vậy thì cùng quan sát lên hàng mấy chiếc của cô và đoán xem trên bảng của cô có những loại hàng gì nhá. Đầu tiên là bạn đọc gì đây? Nào, quan sát cho anh. Hoạt động gì nhỉ? Cô mời bạn là Vi ạ. À, kẻ vỏ. Các bạn khác có ý kiến khác không? Không ạ. Xem nha. Đúng rồi, vậy theo em đâu là động từ? Chúng ta sẽ mặc cả đồng đúng không nhá. Tức là chính xác, cũng cảm ơn em và em một số. Và đọc tiếp theo. Đây là hoạt động gì vậy? Cô mời Long nào. Các bạn đang học nhóm. Các bạn quan sát xem bạn đã trả lời đúng chưa nhé. À đúng chưa? Học nhóm hay còn gọi là thảo luận nhóm. Cô cặp bên em và em ngồi xuống. Vậy bạn nào cho cô biết thảo luận nhóm từ nào là động từ? Nào? Đi nào? À thảo luận động từ. Lớp có chỉ ý kiến của bạn không? Bức tranh tiếp theo của cô. À, bạn ấy đang làm gì đấy? Cô mời bạn là Hồng nào? À, bạn nhỏ trong tay, bạn nói là đang viết bài. Chúng ta cùng kiểm tra nhé. Viết bài với theo em đâu là động từ? Rất là chính xác. Cả lớp viết bạn nào? Bạn có thể viết bài không? Có. Hoạt động này rất quen thuộc với chúng ta trong các buổi ngày thứ hai đầu tuần. Thế đây là hoạt động gì? Huy nào? À, bạn nói là chào cờ, chúng ta cùng kiểm tra nhé. Đúng chưa? Huy chưa có biết đâu là động từ? Chính xác chưa nhỉ? Bây giờ quan sát ngay chính xác của cô nhé. Hoạt động gì đấy nhỉ? Sao nó lại nhỉ? Di chuyển đấy. Hoạt động gì vậy nhỉ? Nào kim nào? Chim bay. À, chim đồng bay đúng chưa? Rồi ạ. Tiếp nào. Hoạt động gì đây? Nào. Bạn ấy đang làm gì đấy nhỉ? Nam nào? À, bạn ấy đang chạy. Tiếp nào một hoạt động nữa. Ồ, bạn ấy đang làm gì đấy? Nào. Nam nào? Long nào? Cô bạn ấy đang ăn à? À, em có thường xuyên thực hiện hoạt động này không? Lớp chúng ta có thực hiện không? Có. Thường xuyên thực hiện hoạt động này nhá. Nào, gì đây? Quanh nào? À, đây là hoạt động đi của ai vậy nhỉ? À, của một chú hồ, chú đi rất là chậm rãi. Nào, ai đây mà sao đi nhanh như thế nào? Cao không nào? Chạy của ai đi nhỉ? À, hoạt động chạy của chú voi. Bây giờ các bạn có muốn chơi trò chơi không? Có. À, vậy cô cùng các bạn cùng chơi trò chơi nhé. Trò chơi của cô có tên là thi xem ai nhanh hơn. Cô sẽ đọc câu hỏi, sau đó các bạn tìm cho cô trả lời trong thời gian là 3 giây. Xem ai nhanh nhất và sẽ nhận được một phần quà của cô. Hãy đọc qua các câu hỏi của cô. Câu hỏi 1. Động từ trong câu chúng em chăm sóc công trình măng non là A. Chăm sóc, B. Măng non, C. Chúng em và D. Công trình. Thời gian 3 giây của chúng ta bắt đầu. 3, 2, 1. Hết thời gian nào, ai nào? Nhiều bạn biết câu trả lời quá nhỉ? Cô mời bạn nào? Vi nào? Đúng chưa cả lớp? Đúng rồi. Chị biết các bạn không? Kiểm tra kết quả nhá. Phải nói là đi ha. Rất là chính xác. Cô mời bạn Huy lên nhận một phần quà nào. Cả lớp tự nhiên bạn Huy nhận một phần quà nào. Các bạn có các phần quà được không? Có. Câu hỏi tiếp theo nhé. Câu hỏi 2. Cũng chọn câu trả lời đúng nhất. Nào, đặt ký câu hỏi nhé. A. Động từ là những từ chỉ khái niệm hoặc đơn vị. B. Động từ là những từ chỉ người, trạng thái của sự vật.
C. Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. D. Động từ là những từ chỉ trạng thái của sự vật. Thời gian bắt đầu 3, 2, 1. Hát giờ là ai nào? Chia sẻ nội dung bài học ngày hôm nay cho bố mẹ và người thân của chúng ta cùng nghe. Giờ học chúng ta đến đây là kết thúc.